Lên mến chào cả nhà. Thì mấy ngày nay Lên không có chia sẻ những cái video mới cho cả nhà xem, cũng khoảng hơn một tuần rồi cả nhà. Do là Linh bận công việc riêng của gia đình cho nên là không có đi quay được. Thì ngày hôm nay Linh cũng đã quay trở lại và đi quay. Thì tối đêm nay Linh sẽ vào bên trong cái ngôi nhà bị bỏ hoang. Cái ngôi nhà này thì ngày xưa cũng là một cái nhà kho để mà người ta ở đây để mà giữ nuôi cá trong này. Đó, bỏ hoang cũng 6-7 năm nay rồi. Và Linh được bà con sinh sống gần đây chia sẻ và chỉ cho cái ngôi nhà này. Thì người ta nói lại là không có ai dám đi ngang đây ban đêm hết. Bởi vì ở đây có những cái hiện tượng gì đó tâm linh rất là rùng rợn. Cho nên là Linh mới quyết định là sẽ vào bên trong ngôi nhà hoang này vào ban đêm để trải nghiệm xem là thật hư như thế nào. Nhà này thì lúc trước người ta ở đây để mà giữ cá rồi nuôi cá. Phía sau này có một cái hồ rất là to luôn. Cái nhà này vừa là một cái nhà giữ người ta ở giữ cá, vừa là một cái nhà chứa thức ăn luôn. Có cửa nè, ấy như là một cái kho vậy cả nhà. Chỗ này ta khoét một lỗ nè. Bên trong thì dòm vô là thấy cũng khá là trống trải, không có gì hết. Bà con ở đây chia sẻ thì ngày xưa ở đây mồ mả rất là nhiều. Và lúc trước thì họ móc ao để mà nuôi cá, chỗ này thì cũng móc phải những cái phần mộ đó lên. Cho nên là sau này thì họ gặp được những cái hiện tượng tâm linh rất là rùng rợn. Bà con ở đây chia sẻ như vậy. Bây giờ Linh sẽ vào bên trong đi một vòng xung quanh để xem là có gì đặc biệt không. Rồi tối nay Linh sẽ quay trở lại để khám phá, trải nghiệm ban đêm và đem xem một số những cái bánh trái để mà vào trong đây cúng kiến xem là có gặp được những cái hiện tượng gì đó tâm linh đặc biệt hay không. Này nhìn sơ là giống như là một cái nhà kho đó, chứa thức ăn để mà họ nuôi cá tra. Bây giờ thì bỏ hoang, khung cảnh rất là hoang tàn luôn rồi. Và đặc biệt cái chỗ này nó rất là hẻo lánh luôn, không có nhà cửa của ai gần hết, không có xe cộ qua lại luôn. Cái đoạn đường này hình như là một cái đường ở gần cuối một cái đuôi của một cái cồn. Ở đây giống như là một cái cù lao đó cả nhà. Chỗ này chắc là cái căn phòng ngày xưa người ta ở giữ chỗ này và ở trong này. Giờ dán tôn rồi, nó mục hết rồi. Có một cái ghế tre người ta treo lòng thòng là cả nhà. Thì những cái nơi mà có tâm linh rồi đó, họ mới treo những cái đồ này để mà trừ tà rồi đó. Ghế tre hoặc là mấy cái gì bằng tre, mấy cái giỏ rồi đó. Mình thấy người ta hay treo trước cửa lắm. Bên này thì còn một cái tấm hình hình thờ. Tấm hình thờ Quan Công. Điện đài này hiện tại là bị cắt hết rồi cả nhà. Đó, không còn điện nữa, nhưng mà mấy cái đường dây thì họ vẫn còn treo lủng lẳng ở đây nè. Cái ngôi nhà này thì được nằm đối diện một cái con sông rất là to. Sông này là sông Hậu. Và gió nó thổi hàng đêm, gió nó thổi vô rất là nhiều luôn. Và nó phát ra những cái âm thanh trong những cái tấm tôn này cả nhà. Nó kêu ầm ầm ầm. Bởi vậy là gây ra cho người ta đi ngang đây sẽ rất là sợ hãi khi mà nghe được những cái âm thanh mà phát ra bên trong cái ngôi nhà hoang như thế này. Đêm nay Linh sẽ trải nghiệm ban đêm xem là thật hư là có gặp được hiện tượng gì đó tâm linh bên trong cái ngôi nhà này hay không. Rồi, bây giờ Linh sẽ quay trở ra và đợi tới đêm xuống rồi trải nghiệm và tiếp tục chia sẻ cái video này đến cho cả nhà xem. Thì mong là cả nhà sẽ đồng hành với Linh trong buổi tối đêm nay nha. Xung quanh toàn là lùm cây không à. Giờ Linh cũng đã quay trở lại cái ngôi nhà này vào ban đêm nè. Thì như cái video ban ngày thì Linh có nói là sẽ trở lại đây để trải nghiệm ban đêm. Bây giờ là mình sẽ tiến thẳng vào bên trong cái kho luôn để xem là có gặp được điều gì tâm linh hay không nha. Hiện tại là cũng rất là khuya rồi cả nhà. Giờ này là 11 giờ mấy rồi. Đây cả nhà. Hiện tại là 11 giờ 50 rồi. Hóa lên canh giờ này cho đúng giờ Linh để mà đi. Đó, điện thoại nè, 11 giờ 50 nha. Cái ao này chắc tối, nghe nói là cá nó quần dữ lắm luôn. Ban ngày á, thì có một số người ở xóm lạ lại, họ sẽ vào trong cái ao này nè và ngồi cái góc bên kia để mà câu cá, chứ không dám ngồi ở trong cái kho này luôn á cả nhà. Tại vì người ta nghe những cái âm thanh mà bên gỉ á, khi mà lúc trưa phát ra, rồi cộng thêm những cái tấm ton trong đây nè, nó đập ầm 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 giống như là nhát người ta vậy đó, khá là ớn luôn. Nghe kể thôi mà Linh cũng đã thấy sợ rồi, nhưng mà hôm nay cũng gắng cố gắng liều lĩnh để mà vào bên trong cái kho này trải nghiệm xem có thật sự là mình gặp được những cái hiện tượng tâm linh như lời của bà con ở đây chia sẻ hay không. Không gian ở đây rất là im lặng luôn cả nhà. Linh sẽ đi một vòng trước để coi có gì khác biệt hay không. Xíu nữa chắc là sẽ kiếm cái góc nào ở đây để mà đặt cam. Bữa nay có đem theo nhang với lại trứng nè. Thì Linh thấy những cái người mà người ta đi live ban đêm á, thì họ sẽ đem theo trứng với lại nhang, rồi đốt để cây nhang trên quả trứng đó cả nhà. Thì nếu mà chỗ nào có tâm linh đó, thì cây nhang đó nó sẽ quay đó. Thì ngoài này giống như là có ai văng mùng á gì nữa cả nhà, phải không ta? Cái này là cái dải mùng màu trắng nè và màu hồng nữa. Giang ở đây làm gì trời? Đó, đi xung quanh một vòng xem có gì đặc biệt không. Bây giờ ở đây nó im ru rồi cả nhà, khá là ớn luôn. Mà bữa nay nó không có gió. Chỗ này là tấm ảnh thờ Quan Công. Ở trên đây đó, hồi buổi sáng Linh vô không có để ý, thì ở trên đây lại có một cái tấm bài vị thờ nữa nè, ngay chân giữa cửa luôn cả nhà. Không biết này là người ta thờ gì à? Này thờ Củ Quyền hả ta? Thờ ngay chân giữa cửa luôn nè. Im ru luôn. Bây giờ chắc Linh sẽ đặt cam nha. Kiếm cái góc nào đó để đặt cam rồi đốt nhang lên, đặt cái quả trứng xuống rồi để cái nhang lên, xem là có thật sự là ở đây nếu mà có tâm linh đó, thì chắc chắn là cái nhang nó sẽ quay cả nhà. Chờ kiếm góc nào đó đặt cam, chắc đặt ở đây quá. Ngay cái góc này. Bây giờ Linh sẽ tiến hành là đốt nhang và đốt nến để cây nhang này lên cái quả trứng để xem là có Nó có quay hay không nha cả nhà. Chắc là sẽ đốt con này. Mua là 2 cái nến. Giờ quan trọng là sao để cho quả trứng nó đứng được. Cái cách nào để cho quả trứng nó đứng mới được. Để lên chỗ tấm tôn. Cài lên trước rồi. Đốt đầy nó không nhiễu được. Đốt cái này đi. Trước tiên thì Linh sẽ thắp 3 nén nhang nha, để mà nói chuyện với lại những cái người khuất mặt ở đây, cũng như là xin phép xem là họ có thật sự là hiện diện bên trong cái ngôi nhà bỏ hoang này hay không nha. Ở đây cả nhà, mặc dù là cái đường đi á, nhưng mà ban đêm là hầu như là không có ai qua lại và không có một cái chiếc xe nào dám bén mảng chạy xuống đây. Thì hôm nay là con mạo muội vô cái ngôi nhà bị bỏ hoang này, và cũng nghe người bà con ở đây kể lại thì những cái người khuất mặt còn tồn tại sinh sống bên trong đây. Nếu mà thật sự có linh thiêng thì hãy làm một cái điều gì đó để mà cho con biết được là thật sự ở đây mọi người đang trú ngụ tại cái nơi này. Bây giờ Linh sẽ tiếp tục đốt cái nhang này cả nhà, và để lên trên cái quả trứng gà này. Lúc trước thì không có biết nhiều, khi mà muốn tiếp xúc được với những cái người khuất mặt thì mình phải làm những cái điều gì, cho nên là khi mà đi quay đêm á cả nhà thì cũng không có biết làm gì để mà cho họ hiện thân, hay là cách nào để mà nhận biết được. Cả nhà ơi, quả trứng đang quay, ở trên nhang đang quay cả nhà ơi. Trời ơi, mới đốt bỏ xuống là cái nhang nó quay cả nhà. Đây nè, bây giờ Linh sẽ lại gần cho cả nhà xem nha. Cái nhang nó quay nè, vừa mới đặt xuống trên đầu quả trứng là cái nhang bắt đầu nó quay đó nha. Bây giờ nó ngưng rồi. Ủa? Ê, mới nghe cái âm thanh gì phía sau cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đặt cam nha. Chắc là để gần ở đây cho cả nhà dòm rõ hơn. Để cái góc này. Bây giờ Linh sẽ ở đây để mà quan sát xem là cái nhang chỗ quả trứng này nó có quay hay không nha. Tại vì nãy vừa mới đặt xuống á là nó quay vòng luôn cả nhà. Bây giờ nó im rồi, nó không có quay nữa. Không có nghe tiếng động gì hết, không có nghe gì hết cả nhà, hoàn toàn im lặng luôn. Hồi nãy á, cái nhiên lúc mà cái nhiên nó quay á là ở phía sau đó Linh nghe mấy cái tiếng động mà ngay chân phía sau cái kho này, giống như là có ai gõ vô ton vậy, bập mấy lần luôn. Ủa, nổ hết da gà luôn cả nhà ơi. Ủa nào lên nổi vậy. Ê! Ê, trời ơi, gì trời. Gì trời. Nhà nghe thấy tiếng gì không cả nhà? Giống như là có một cái trái gì đó trên rớt xuống nóc nhà. Thôi. Đó. Ở phía sau đó lại phát ra tiếng động nữa kìa. Cái trái nhang bây giờ nó quay cái hướng khác rồi nè cả nhà. Trời ơi. Đó. Ôi. Đúng là như những lời bà con ở đây kể cả nhà. Thật sự là ở đây có tâm linh rồi. Ớn thật sự luôn. Nãy giờ đi tới đâu là nổi hết da gà, gần tới đó luôn. Ôi nè. Trời ơi. Mới lần đầu vô đây á thì Linh thấy mấy cái chỗ này nè. Đó, treo về à, cũng nghi lắm rồi. Nhưng mà không ngờ là giờ này Linh thật sự luôn. Nó vừa mới làm có chút xíu mà nó xảy ra mấy cái hiện tượng à. Chắc là họ không muốn sự hiện diện của Linh ở đây hay sao á. Cây nhang bây giờ nó quay theo cái hướng này. Nãy giờ nó bị chạm đất nè cả nhà, cho nên là nó không quay được nè. Giờ nó sẽ sửa lại nha. Nếu mà sửa lại nó quay cho nó nha. Sửa lại nó quay cho nó xem nha. Đúng là ở đây có tâm linh nè. Đạt quả trứng nó không có đứng được. Nè, nhìn nó quay nè cả nhà. Thấy không? Trời ơi. Đúng bớn luôn. Nãy giờ thì ở đây cũng được khoảng tầm 15 phút thôi à. Nhưng mà liên tục những cái điều mà kỳ lạ nó xảy ra. Và những cái âm thanh ở phía sau này nãy giờ Linh nghe không biết là cái gì nữa. Trong này có nguyên một cái chiếc xe cẩm lồ. Và người ta cũng để đây nè, bây giờ nó xét hết rồi. Bây giờ đúng 12 giờ mấy luôn cả nhà ơi. Hồi nãy giờ lên vô đây á là hồi nãy 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi. Bây giờ là đúng 12 giờ mấy đinh luôn rồi nè. Lúc trước đi là đâu có dám đi khuya quá, tại vì những cái ngôi nhà trước á, lên vô khám phá thì thường là mấy cái ngôi nhà đó có gần nhà người ta, cho nên là xin vô nó hơi bất tiện. Còn ở đây hoàn toàn là một cái nơi hẻo lánh luôn. Cái căn nhà này là nó hoàn toàn tách biệt với lại bên ngoài, hầu như là không có ai dám lui tới đây hết. Trời ơi, cả nhà ơi, nó da gà bắt đầu nó sừng lên nữa rồi nè. Khi mà quay trở lại đây là ở sau đây nè, bắt đầu nó làm lụp cụp. Nếu mà nghe được một cái tiếng động gì đó nữa chắc là Linh sẽ rời khỏi chỗ này. Bởi vì người ta đã không muốn mình ở lại đây. Có thể là những cái vong hồn á, họ không có muốn mình vô xâm nhập cái nơi trú ẩn của họ. Cho nên là nãy giờ mới gặp được những cái chuyện ly kỳ như vậy. Hồi nãy giờ tim đánh thịt luôn cả nhà. Ở phía sau đó liên tục luôn cả nhà ơi. Nó nghe phía sau đó là phát ra âm thanh hoài luôn. Khi mà mình di chuyển lại ngoài này á, là ở phía sau đó là nó phát ra âm thanh nè. Lúc đầu vô giờ mình thấy được cái miếng đế tre này họ treo ở đây á, còn thêm những cái bài vị thờ xung quanh nè, là Linh biết chỗ này chắc chắn là có một cái gì đó rồi. Không ngờ là ban đêm nó lại đáng sợ như vậy nè. Cái nhang nó lại chạm dưới đất nữa rồi cả nhà ơi, cho nên nó mới không quay nè. Đó, cả nhà nghe không? Bây giờ chắc là Linh sẽ thổi nến nè, và sẽ rút khỏi cái ngôi nhà hoàng này. Quá trời ớn rồi, da gà nó cứ nổi liên tục luôn cả nhà. Thôi đi thôi.